Mặc Nương, ta từng nghĩ đêm đêm cùng nàng thắp nến ở cửa sổ phía tây, cùng nói chuyện trong ngoài vùng biển, đây là niềm hạnh phúc quá lớn lao. Thật đáng thương, bây giờ chỉ còn lại Ngô công tử. Từ sau khi tỷ tỷ ra đi, khoảng thời gian này huynh không ăn không ngủ, thư phòng cũng ít vào. Cứ tiếp tục như vậy thì sao được? Tôi vừa nấu cho huynh một bát canh gà, huynh uống một chút đi. Ta không muốn ăn. Ngô công tử sức khỏe là quan trọng, huynh uống một chút đi. Để tôi bón cho huynh được không? Quế hoa thật sự ta không muốn uống. Ngô công tử, tôi và tỷ tỷ tình như chị em. Sau khi tỷ ra đi, tôi biết huynh rất buồn, tôi cũng rất buồn. Nhưng ngày tháng vẫn trôi đi, người cũng phải cần sống tiếp. Bây giờ tỷ tỷ không còn nữa, không phải còn có tôi sao? Tôi sẽ chăm sóc cho huynh giống như tỷ tỷ hầu hạ huynh. Ngô công tử, người hãy uống một bát canh gà đi. Quế Hoa, cô gọi tôi như thế nào? Ngô công tử, tại sao không gọi tôi là anh rể? Ngài xem tôi, anh rể. Anh hãy uống một bát canh này đi. Ta không ăn nổi. Mang đi đi. Thật ra tỷ và Tông Luân bàn bạc xong rồi, bảo huynh ấy lấy muội làm vợ hai. Hơn nửa ngày mà ta kết hôn, muội suýt chút nữa làm tân nương rồi. Nói không chừng đây là phúc khí của tổ tiên đấy. Tỷ tỷ của em à, tỷ thật sự làm muội khó xử chết mất. Tỷ nói xem vị quan này của tỷ, nói nặng thì không được. Tỷ bảo muội thay tỷ làm vợ, làm sao muội mở miệng nói được chứ? Những ngày này có muội, mỗi tối đều được ăn đồ rất ngon. Mậu Thịnh ca, có thể là huynh không ăn nổi được bao lâu nữa. Hai hôm nay già ứng cậu ta, có lẽ phải về rồi. Muội cũng sắp phải rời khỏi đây rồi. Đúng vậy, bao nhiêu ngày rồi mà không nghe tin tức của muội. Nhà mẹ và nhà chồng chắc chắn là loạn lên rồi. Huynh không biết đâu, hai ngày nay muội nguyên thần xuất xảo, mắc kẹt trong cái lồng sắt này. Quan sát xung quanh đảo mấy ngày, hòn đảo này không lớn nhưng mà có thể cách xa đất liền rất xa. Muội có bay thế nào cũng không bay nổi. Muội không hiểu chỗ này là chỗ nào nữa. Người của huynh nghe ngóng được, hòn đảo này từ trước đến nay không có người, nếu không thì sao gọi là đảo vô danh chứ? Đúng vậy, muội muốn bay về báo tin cho cha, nhưng mà nguyên thần của muội thực sự không bay được. Chỗ này thực sự cách xa đất liền quá xa. Thế thì thân thể muội có thể bay về được không? Thân thể thì đương nhiên rồi, bay 10 vạn dặm cũng chẳng hề gì. Nhưng thân xác muội không được ở quá xa nguyên thần. Nếu mà như thế, thân xác của muội sẽ không cảm ứng được với nguyên thần, cũng không tìm được vị trí của thân xác. Như thế thì dẫn đến việc thân thể sẽ trở thành một cái xác không hồn. Mặc Nương à, nhớ lại năm đó, tôi thật xấu hổ quá. Tại sao chứ? Cô xem tôi này suối a hà, mắng muội là đồ xui xẻo bỏ đi, lại còn bao lần đối xử tệ bạc với muội. Nhưng muội không trách tiểu nhân, đúng là bụng tể tướng chèo chống được thuyền. Chuyện này không phải đã qua rồi sao? Huynh không cần nhắc lại nữa được không? Bảo Đao ơi Bảo Đao, ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi, chỉ giết kẻ ác không hại người vô tội. Ta giết kẻ ác là có tội sao? Tại sao ta lại khổ như vậy? Con trai chết rồi, con gái cũng. Nó là người lương thiện cứu giúp mọi người mà, sao lại gặp phải vận hạn như thế? Cha à, cũng không còn sớm, cha đi nghỉ sớm đi. Trong lòng cha có chuyện khó nghĩ, con đi nghỉ trước đi. Vậy cha phải nghỉ ngơi sớm nha. Bảo Đao à, lâm nguyện ta chẳng lẽ phải dùng ngươi chặt đầu mình hay sao? Cứ như thế này huynh ấy có thể không xong được sao? Tỷ à, tỷ yên tâm đi, đêm nay muội sẽ cứu huynh ấy. Ngô công tử, người chết rồi không thể sống lại được, huynh không nên quá đau buồn nữa. Quế Hoa, sao muội không gọi ta là anh rể? Nguyên nhân à, huynh uống hết bát canh gà này đi, muội sẽ nói cho huynh biết. Không, ta không uống. Huynh không uống, muội cũng nói cho huynh biết vậy. Được, muội nói đi. Tỷ tỷ trước khi đi có nói, nếu như trong vòng 10 ngày tỷ tỷ không trở về thì chắc chắn tỷ ấy gặp chuyện chẳng lành rồi. Bảo muội làm vợ hai của huynh. Việc này, cái này là mong muốn gì vậy hả? Cái này thật là hoang đường. Tỷ tỷ nói, chuyện này hai người đã bàn bạc xong rồi mà, muốn muội làm vợ hai của huynh. Sinh con cho huynh. Xấu hổ chết mất. Quế Hoa, ta biết muội là cô gái rất thẳng thắn, có gì nói nấy. Nhưng mong muốn của Mặc Nương ta tuyệt đối không thể đồng ý, kể cả là vì ta. Muội phải hiểu, lúc đầu ta đồng ý với cô ấy là lấy vợ hai, là để xua tan suy nghĩ không muốn lấy ta. Cả đời này, lòng ta sẽ không có người khác nữa đâu. Đều trách Quế Hoa muội lòng dạ hẹp hòi, nhận thức sai lầm. Sao lòng dạ huynh còn đáng trách hơn muội chứ? Muội không cần biết huynh đồng ý hay không, muội phải nghe lời tỷ tỷ. Nếu muội không hoàn thành tâm nguyện lúc lâm chung của muội sẽ có lỗi với tỷ, muội sẽ là kẻ vong ơn bội nghĩa đó. Bây giờ muội đã là nàng dâu của huynh rồi, huynh không muốn cũng phải muốn. Sao muội lại như vậy chứ? Muội vì tỷ tỷ đến mạng sống còn không tiếc. Nếu như huynh không giúp hoàn thành di nguyện lúc lâm chung của tỷ, sáng sớm mai muội sẽ lên trên đường huyện Bồ Điền, vừa gõ chiên vừa hét: tôi là nhị phu nhân của Ngô Tông Luân. Việc này muội dám làm đấy, huynh có tin không? Ta tin, ta tin. Bà cô của tôi ơi, ta đều tin hết. Huynh biết là tốt rồi. Thật ra muội biết huynh là người đàn ông tuyệt vời, nhưng mà quan hệ của muội và tỷ rất đặc biệt. Nếu như tỷ tỷ không có ý này, huynh cầm dao giết muội, muội cũng không làm vậy đâu. Nhưng tỷ tỷ trước lúc lâm chung đã phó thác huynh cho muội rồi, nên muội sẽ thay cho tỷ tỷ làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Quế Hoa làm người trước giờ đều ngô ra ngô, khoai ra khoai. Quế Hoa, muội làm người từ trước đến nay nói một làm một, chuyện này không thể ép buộc được muội biết chứ. Muội biết muội không xinh đẹp bằng tỷ tỷ, muội không tài giỏi được như tỷ ấy. Huynh coi thường muội, nhưng muội cũng không quan tâm. Nếu muội không cứu cuộc sống sau này của huynh, không tốt hơn là cứ nhìn bức tường kia mà sống sao? Trên tường có hơi thở của Mặc Nương. Tuy bọn ta thành thân chưa lâu, Nhưng cô ấy là người vợ duy nhất của ta. Cô ấy sẽ luôn ngự trị trong trái tim ta, sẽ bên ta cả đời. Với ta vậy là đủ rồi. Huynh muốn hay không muốn? Ta không muốn được không hả? Nhất định là không được. Nếu như Huynh không hoàn thành di nguyện của tỷ tỷ thì muội sẽ bất chấp tất cả. Nếu như muội làm trái thì muội sẽ là kẻ bất nhân bất nghĩa. Thế thì ta phải làm gì còn lựa chọn nào nữa? Quế Hoa còn nữa, đừng có mở mồm ra là một câu lâm chung, một câu di ngôn, hiểu không? Muội ép ta đến mức không thở được rồi đấy. Huynh tưởng muội muốn nói vậy sao? Tỷ tỷ đã không thấy bóng dáng một tháng rồi. Đây là sự thật mà. Huynh tưởng muội lấy di nguyện của tỷ để bức ép Huynh sao? Quế Hoa muội đây còn có mức không ai cần nữa rồi. Đêm nay muội sẽ ở lại đây, đỡ phải nói lằng nhằng với Huynh. Mặc Nương, con gái, Quế Hoa, coi như muội muốn hoàn thành di nguyện của Mặc Nương, nhưng muội không cảm thấy tuổi cho bản thân sao? Làm theo yêu cầu của tỷ tỷ, muội không cảm thấy tuổi thân. Được, muội không tuổi thân, ta tuổi thân. Huynh có gì mà tuổi thân? Quế Hoa muội bất luận thế nào cũng là gái trinh tiết chưa chồng. Nếu không phải là do tỷ tỷ an bài, muội có thể lấy một nhị thủy nam nhân rồi. Được, chúng ta đều không tuổi thân. Nhưng mà chuyện này cần phải làm cẩn thận một chút, phải có bà Mai đàng hoàng, không thể tùy tiện như thế này. Muội là vợ hai, không cần phiền phức thế đâu. Huynh và tỷ tỷ không phải không làm to lắm sao? Muội chỉ là lẽ, sao có thể tổ chức long trọng quá được? Nhưng trong lòng ta thật sự không quên được Mặc Nương. Trong lòng ta rất khó chịu. Có thể từ từ chút không? Muội không vội. Muội đã trưởng thành rồi. Từ trước đến nay vẫn chưa nghĩ đến nhanh như thế đã bị dính vào một người đàn ông rồi. Tỷ tỷ trước khi đi đã nói rồi, nếu như tỷ ấy không về được, muốn muội chăm sóc cho Huynh thật tốt. Muội biết trong lúc này là lúc khổ sở nhất, buồn đau nhất. Chỉ có để muội thay tỷ tỷ hầu hạ Huynh, mới có thể giúp Huynh nhanh chóng quên đi nỗi đau. Muội cũng không hổ thẹn với tỷ tỷ. Anh rể, muội cũng là người thông tình đạt lý, lúc nào động phòng muội không gấp. Chỉ cần Huynh đồng ý, muội sẽ đợi thêm vài ngày. Tiểu tử thối, đợi thêm tháng nữa trong lồng sắt nhé. Thoải mái đúng không? Ta nói ra ứng, sao ông quay về nhanh vậy? Tôi còn tưởng ông chết ngoài đó rồi, không về được cơ. Tôi đợi ở trong lồng sắt này thấy rất tuyệt. Hàng ngày không cần dùng sức, không cần phải làm việc, không cần lo lắng, luôn có người cho ăn cho uống. Tôi sống rất tự do tự tại. Tên tiểu tử thối này là đá trong mau khanh. Ngươi không làm gì mà cứ đợi để ta nuôi ngươi ư? Ngươi tiếp tục mơ đi nhé. Cả ngày trên công trường chỉ một cái nhà tù chết tiệt, còn chiếc lồng sắt an toàn. Ngươi muốn kiếm lâu dài, ngươi không phải ban ngày mơ cưới vợ chứ? Ngươi cũng thật là mỗi cái chìa khóa lồng sắt. cũng không phải là chìa khóa ngân khố. Ngươi đi đâu thì mang theo đến đó. Không phải là ta quên rồi chứ? Hãy mở cửa cho hắn làm việc. Ngươi mở cửa đi. Đừng mở chứ, ta vẫn chờ chưa đủ mà. Bồ Tát phù hộ, không mở được, không mở được. Ngươi niệm chú không thoát được việc đâu. Cái khóa này là thần vật, 1.000 năm cũng không rỉ. Mau ra đi. Chân tôi không cử động được, ngồi lâu quá không cử động được. Đều tại tên gốc nhà ngươi, khó khăn lắm mới bắt được ngươi. Ngươi mang chìa khóa đi, thế này tàn phế mất. Ông mới tàn phế đó. Tôi chỉ là cần nghỉ ngơi một chút. Ngươi cõng hắn tới công trường đi. Bây giờ tay tôi cũng không cử động, làm sao cõng được tôi. Chìa khóa là do ngươi cầm đi. Ngươi và Lan Lý Phi, hai ngươi khiêng hắn đi. Đi. Mau lên. Tiểu tử mau lên. Gương thần, cho chúng thêm 50 cân đi. Hai ngươi làm kiểu gì vậy? Làm ta đau thế. Bây giờ ngươi chưa biết. Ta bảo ngươi mang chìa khóa đi. Hai ông nội ơi, tên tiểu tử này cũng không béo, sao lại nặng kinh khủng vậy? Ta nói tiểu tử sao ngươi nặng thế hả? Mau khiêng tiếp đi. Tiểu tử, ta không tin. Đi thôi, gương thần hiển linh, làm cho họ gánh nặng thêm chút nữa, nặng thêm chút nữa. Tôi có thể không nặng sao? Cả người tôi không cử động được. Nếu không thì các người cũng tê liệt thử chút đi. Bớt lời đi. Mau lên. Mau lên đi. Không xong rồi. Có chuyện gì thế không sai vị gia? Tên dân phu kia đang ở bến tàu. Sao cơ, bọn chúng không muốn sống à? Có một tên dân phu mắc bệnh nặng. Chúng tôi theo lệnh hai vị gia chuẩn bị đưa hắn lên thuyền, ném xuống biển cho cá ăn. Chúng tôi vừa mới lên thuyền, đám dân phu đó liền biết ngay. Chúng đến bến tàu, vừa la vừa hét không ngừng làm loạn, ép chúng tôi đưa hắn về chữa bệnh. Nếu không tất cả đều nhảy xuống biển. Mẹ chúng chứ làm phản không thành. Không muốn sống nữa à? Đi tính sổ với chúng. Đi thôi. Ngươi trông cẩn thận. Trông cẩn thận đó. Đi. Gia mau nhìn kìa, hắn chạy rồi đuổi theo. Đứng lại. Ngươi đứng lại cho ta, đứng lại. Ta xem ngươi chạy đi đâu. Hắn bay rồi. Thì ra hắn chính là yêu nữ đó. Quả đúng là Lâm Mặc Nương. Cô ta nhốt tôi trong lồng sắt mười mấy ngày. Tôi nhốt cô ta hơn 1 tháng liền. Báo ứng đó. Cuối cùng ta đã báo thù được rồi. Còn cười được à? Lần này rắc rối to rồi. Mau đến đây xem. Mau đến xem là Mặc Nương đó. Là Mặc Nương, mau đến xem. Mặc Nương ở trên trời kìa. Tiên cô, tiên cô. Tôi biết sớm mà. Nương thúc. Nương thúc đang ở đây à? Ở đây. Cháu không thông thuộc Bồ Điền. Một lát ra phố, thúc tìm cho cháu một vị thầy xem tướng. Xem cháu và Tông Luân một ngày đại cát động phòng. Lo liệu hôn sự sớm. Quế Hoa cháu. Cháu nói cái gì thế? Tông Luân không nói với thúc sao? Không có. Vậy lát nữa, thúc hãy đưa cho cháu ngày sinh tháng đẻ của Tông Luân. Còn nữa, sau này phải nhớ thay đổi cách gọi. Gọi cháu là nhị thiếu phu nhân. Chuyện này. Thúc xem Tông Luân đến rồi này. Bây giờ thúc có thể hỏi huynh ấy. Thiếu gia việc này. Lương thúc, thúc đi chuẩn bị đi. Vâng thiếu gia. Quế, nhị thiếu phu nhân tôi đi trước đây. Được. Được rồi Quế Hoa. Nhanh vậy đã thay đổi rồi. Gọi ta là Tông Luân. Muội tự gọi muội là cái gì thế? Nhị thiếu phu nhân. Đây là chuyện sớm muộn, thay sớm thì thích ứng sớm. Muội làm việc là thích tác phong nhanh gọn. Đây là do huynh đồng ý. Phải chính cái miệng đã nói. Nhưng chưa được mấy ngày. Đã qua nhiều ngày lắm rồi. Muội biết huynh đối với Mặc Nương tỷ đều rất nặng lòng. Nhưng đã qua nhiều ngày rồi, huynh cũng nên thay đổi thôi. Chúng ta nên thay cách tưởng nhớ tỷ tỷ. Chúng ta kết thành phu thê mới có thể hoàn thành di nguyện của tỷ tỷ. Như vậy tỷ tỷ mới có thể an lòng ra đi, mới không vướng bận gì. Cứ từ từ đã. Muội cứ như thế này, quả thật là mượn gió bẻ măng. Mượn gió bẻ măng cái gì? Đây gọi là rèn sắt khi còn nóng. Lòng ta vẫn không buông được hình bóng người. Không buông được thì gắn gượng thôi. Do dự thiếu quyết đoán, nào ra dáng đàn ông chứ. Muội sợ huynh lật lỏng nên mới ép huynh tổ chức sớm để yên tâm có thể xong di nguyện của tỷ tỷ. Không phải là do ta thiếu quyết, là do ta ý chí quá kiên định. Là vì Mặc Nương. Huynh xem huynh đó, bây giờ huynh bắt đầu lật lỏng rồi. Đàn ông các huynh đều không phải sợ nhiều vợ, thì sợ ngân lượng ít sao? Bảo huynh lấy thêm một cô vợ, không phải bảo huynh kết thêm kẻ thù. Huynh có gì mà mất? Ta đã sớm sợ muội rồi đấy. Y như là hổ cái vậy. Muội có gì đáng sợ đâu. Cứ coi như muội là hổ cái, muội chỉ là con hổ cái hiền lành. Nghĩ gì thế? Không phải lúc nãy muội muốn xin bát tử sao? Thế này đi, ta đưa ngày xin bát tử cho muội đi bói xem. Nếu như bói ra chúng ta hợp nhau, ta sẽ đồng ý với muội. Nếu như hai chúng ta không hợp thì muội hãy nghe lời ta được không? Được. Vậy muội đi trước đi. Được, huynh nhanh lên nhé. Huynh viết nhanh lên đó. Lương thúc, thiếu gia. Lương thúc, đây là ngày xin bát tử của ta. Ông cầm nó và dẫn Quế Hoa đến đầu thành Đông chỗ thần tiên sống xem một quẻ, chọn ngày lành tháng tốt. Vâng thiếu gia, nhị thiếu phu nhân. Tôi rửa tay rồi sẽ đi ngay. Đưa cho tôi, đưa cho tôi, mau lên nhé. Tông Luân huynh thật là tốt. Tẩu tẩu, Mặc Nương, tẩu tẩu muội về rồi đây. Mặc Nương, đúng là muội sao? Là muội đây. Cha đâu? Cha, cha ơi, cha ơi, Mặc Nương về rồi đây. Cha. Cha Mặc Nương, con trở về rồi. Đúng là con sao? Đúng là con đây. Lâu như vậy rồi muội đi đâu vậy? Được rồi, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Bà con đều nhớ con lắm. Cha à, không sao đâu. Đúng rồi, bà con đâu rồi? Con có việc rất quan trọng muốn nói với tất cả mọi người. Được được, mau mau đi mời bà con, đi mời đến đây. Được được. Tông Luân, Ngô công tử, anh rể, chúng ta không thể lấy nhau được rồi. Muội vẫn làm nha hoàn của huynh nhé. Sao vậy? Lúc đi vẫn còn vui vẻ lắm mà, lúc về sao lại khóc vậy? Không phải bàn xong việc chúng ta phải vui mới đúng chứ? Khóc cái gì Lương thúc? Chuyện gì thế? Muội đi tìm thầy xem tướng để xem. Ông ta nói bát tử của chúng ta không hợp. Mệnh của muội là thủy, mệnh của huynh là hỏa. Chúng ta là nước lửa tương khắc. Nếu muội thành thân với huynh thì chẳng phải muội khắc chết huynh sao? Thế thì không được. Thật sự là như thế nào? Không phải là bị sai đó chứ. Làm sao sai được? Lúc trước muội cũng không tin. Lương Thúc đưa muội đi tìm một thầy xem tướng khác, kết quả vẫn giống nhau. Thế thì làm sao đây? Không phải chúng ta đã nói là thành thân? Kết quả bây giờ muội nói xem là lấy hay là không lấy. Anh rể à, muội sợ là không thể hầu hạ huynh như tỷ tỷ được rồi. Tỷ tỷ, muội có lỗi với tỷ tỷ. Quế Hoa không thể hoàn thành di nguyện lúc lâm chung của tỷ được. Lễ thanh minh hàng năm, muội sẽ đốt thêm tiền giấy cho tỷ. Tỷ sẽ tha thứ cho Quế Hoa chứ? Cả đời tỷ vì việc cứu người. Quế Hoa, muội không hề hại người mà. Tỷ tha thứ cho muội nhé. Quế Hoa, tỷ tỷ Quế Hoa, đứng dậy đi. Nào đứng dậy đi. Nào. Khóc gì chứ? Mau ngồi đi. Đừng khóc nữa. Huynh nói xem, tỷ tỷ bảo muội chăm sóc huynh. Muội không thể khắc chết huynh được. Người tốt như huynh, muội không thể làm hại huynh được. Thế thì làm sao đây? Không thì thế này đi. Quả thật không được thì ta làm ca ca của muội thì được chứ. Chúng ta làm huynh muội thế nào hả? Làm huynh muội ư? Đúng thế. Thế cũng chỉ còn cách đó thôi. Anh rể, tuy muội không thể làm theo sự sắp đặt của tỷ tỷ làm vợ huynh, nhưng muội nhất định làm theo yêu cầu của tỷ tỷ, chăm sóc cho huynh cả đời, hầu hạ huynh. Được rồi, ta biết. Vậy được, muội đi trước đây. Đi đi. Mọi người không còn lo lắng nữa. Bây giờ Lưu Tam Ca, Mậu Thịnh Ca bọn họ vẫn còn sống. Bọn họ ngoài phải làm việc nặng, ngoài khổ một chút mệt một chút, những cái khác đều rất tốt. Tốt quá. Thế thì an tâm rồi. Thánh mẫu người thật là tốt. Cảm ơn trời đất, cảm ơn Long Vương. Tam nhi của tôi vẫn còn sống. Đúng thế, Mặc Nương à, cháu đúng là tiên cô. Tin vui này của cháu, cả nhà ta có thể có hy vọng rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng đấy. Mặc Nương khổ cho cháu rồi, cảm ơn cháu. Mặc Nương, nếu muội đã biết họ ở đâu rồi thì tại sao không cứu họ về? Chị dâu à, không phải muội không cứu họ về, chỉ là do hòn đảo vô danh ấy cách xa đất liền quá. Bây giờ muội cũng chưa chắc chắn vị trí cụ thể hòn đảo đó ở đâu. Hơn nữa bị bắt lần này, không chỉ có đại tống của chúng ta mà còn rất nhiều người ngoại bang khác nữa. Cộng lại cũng phải 7-8 nghìn người. Nếu thật sự cứu họ về hết, chỉ tính đến thuyền cũng đã dùng mất cả 100 chiếc. Chỉ có Lan Lý Phi bọn họ canh giữ ở đó. Chúng ta không thể vội vàng manh đánh trắng động rừng. Đúng vậy đấy. Được rồi, đã biết được Lưu Tam Mậu Thịnh vẫn còn sống, mọi người yên tâm rồi. Cách thì sẽ có thôi. Nhưng ta thấy rất lạ. Rốt cuộc xây công trình lớn cỡ nào mà cần bắt nhiều người như vậy? Quy mô kiến trúc công trình vô cùng lớn, giống như là cung điện vậy. Nhưng con không thể làm rõ rốt cuộc là ai muốn xây một cung điện. Cái này còn nói sao? Nếu đã là gia hữu gia ứng, hai người bọn họ liệu chuyện này thì chắc chắn là hai người đó làm rồi. Gia Hữu Gia ứng cần một ngôi nhà to như vậy làm gì? Hơn nữa dựa vào sức lực của bọn họ không thể bắt nổi nhiều người như vậy. Vậy thì là yêu ma quỷ quái ở Long Cung làm rồi. Đúng thế. Có điều đến bây giờ vẫn không thể chắc chắn được. Nói đi nói lại dù sao cũng không có cách. Có phải không thể cứu họ không? Cách thì đương nhiên sẽ có, nhưng cần phải có thời gian. Lần này tôi cải trang thành Nam Nhi xông vào hòn đảo đó. Vừa vào đến đảo đã bị Gia Ứng nhốt vào lồng hơn 1 tháng. Người canh giữ ở đó rất chặt. Quả thật là một chút tin tức cũng không thăm dò được. Đúng thế, Mặc Nương đã cố gắng hết sức rồi. Cố gắng hết sức rồi, đúng vậy đó. Đúng thế. Bây giờ quan trọng nhất là nếu bọn họ vẫn còn sống. Hơn nữa cái cung điện này cũng không phải một chốc mà xây dựng lên được. Chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, nghĩ một cách thật ổn thỏa. Đúng vậy. Phải nghĩ một cách nào đó thật tốt. Cũng đúng. Chúng ta cũng không thể cứ mãi như vậy không ra khơi. Những ngày này vẫn phải sống. Đúng, nói rất đúng. Bây giờ chúng ta đã biết là chúng chỉ bắt thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Chúng ta vẫn có thể ra khơi đánh cá. Chỉ là lúc ra biển nên hóa trang thành phụ nữ hoặc người già là được rồi. Đúng đấy, cách này của Mặc Nương rất hay. Lần này chúng ta có thể ra biển kiếm sống rồi. Đúng thế. Có thể ra khơi rồi, có thể đánh cá rồi. Đúng thế. Sau này lúc mọi người ra khơi nhất định phải cẩn thận hơn. Việc xây cung điện trên đảo vô danh thế nào rồi? Điện hạ, việc xây dựng khá là thuận lợi. Nhưng mà có một chút phiền phức nho nhỏ. Phiền phức gì? Lâm Mặc Nương không biết là có chuyện gì. Đã đến đảo vô danh. Cái gì, cô ta đến đảo vô danh à? Vâng, cô ta đến đảo vô danh bằng cách cô ta cải trang thành nam. Lũ ngốc các người. Sau cô ta cải trang thành nam là cô ta cố ý để các đệ bắt dò tin tức. Không biết là bị tên ngốc nào bắt lên đảo, nhưng chúng thần đã trói lại, nhốt vào cái lồng hơn 1 tháng trời. Thần đã báo được mối thù rồi. Thần đã giải được bực tức. Nếu bây giờ yêu nữ này truyền cái tin xây dựng cung điện ra ngoài, Thiên Đình biết được, Thiên Ngọc Đế chắc chắn sẽ trách mắng phụ vương một trận, dừng việc xây dựng ngay lại. Vậy thì bao giờ mới được cai quản Đông Hải đây? Phải nhanh chóng nghĩ cách thôi. Thứ nhất, trông chừng yêu nữ đó, không cho cô ta lên đảo, vân vân. Thứ hai, yêu nữ đó đã nhiều lần gây thù kết oán với ta. Chúng ta phải nghĩ cách trừ khử cô ta. Tông Luân, Tông Luân. Mặc Nương, Quế Hoa, Tỷ Tỷ. Mà có ma các người sao vậy? Mà có ma. Muội xem ta là người hay là ma? Tỷ chắc chắn là ma. Tỷ đã bị yêu quái bắt đi hơn 1 tháng rồi, còn có thể trở lại sao? Quế Hoa, tỷ ấy quay trở lại để báo thù đó. Em không phải là người muốn gả cho Ngô công tử. Số em là số khắc chồng. Em không hợp với bá tử của huynh ấy. Em không thể giết anh ta được. Em nói linh tinh gì vậy? Cả di nguyện cuối cùng lúc lâm chung của tỷ tỷ cũng không nhớ sao? Cô ấy là ma, đó là ma. Cô ấy chắc chắn là ma của em. Đừng nói linh tinh nữa. Em thật là nhát gan, xem ra đã dọa em một trận rồi. Ta chưa chết đâu. Mùi sợ tay ta là ấm hay là lạnh? Tỷ đừng có qua đây. Huynh đừng động vào cô ấy. Cô hãy ra ngoài sân cho ta. Ra ngoài sân để làm gì? Ta phải kiểm chứng xem cô rốt cuộc là người hay là ma, ta mới yên tâm được. Được thôi, vậy thì tùy em kiểm chứng. Quế Hoa, ra ngoài đi. Nhìn rõ chưa nào? Ma quỷ không có bóng. Cô ấy có bóng. Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng quay trở về. Đúng là tỷ rồi. Tỷ yên tâm đi, 1 tháng nay em chăm sóc Ngô công tử rất tốt. Em chỉ động lòng anh ấy thôi, tuyệt đối không động vào người anh ta. Em này, Mặc Nương, ta biết nàng không sao. Một tháng qua nàng đi, ngày ngày ta đều xin trời cao, hy vọng ông trời có thể bảo vệ nàng. Không ngờ ông trời nghe được lời cầu nguyện của ta, đưa nàng trở về rồi. Nào vào nhà thôi. Em đi nấu cơm cho em, đi làm cho tỷ mấy mình tỉnh lại chút, là tỷ đã làm em sợ. Xem em sợ kìa. Em đi làm cơm trước nha. Quế Hoa cô ấy sợ hết cả hồn. Tông Luân, việc của chàng thế nào rồi? Nàng yên tâm đi, tất cả đều thuận lợi. Vậy thì tốt rồi. Tông Luân, hôm nay thiếp nghe Quế Hoa nói bát tử của hai đó là chuyện gì vậy? Chuyện bát tử bất hòa nghĩa là hai người không hợp nhau mà. Chàng đừng quên thiếp cũng hiểu chu dịch, bát tử của hai người vốn không phải không hợp. Có phải chàng cũng hiểu tương thuật cố ý đưa cho cô ấy bát tử giả không? Mặc Nương, Quế Hoa cô ấy luôn muốn chết. Ta nói thế nào cô ấy cũng. Ta thật sự không còn cách nào, không nghĩ ra được cách. Vì thế chỉ có thể sử dụng hạ sách này. Đây chỉ là lời nói dối thiện ý mà thôi. Nhưng chàng thật sự cần phải có một người vợ đích thực. Nhưng nàng đã quyết định rồi, cả đời không xuất giá, lời thề cả đời vì dân. Nếu không có lời thề này, ta vì cái gì không thể cùng nàng trở thành một đôi vợ chồng bình thường chứ? Nàng nói xem, nàng có thể xóa bỏ lời thề đó có được không? Việc xây dựng hành cung gần đây thuận lợi chứ? Yêu nữ đó không lên đảo làm loạn nữa chứ? Điện hạ, tất cả mọi việc đều thuận lợi. Thời gian này, yêu nữ đó không còn lên đảo nữa. Không biết là chuyện gì. Chắc là cô ta biết được mình không đủ khả năng, nên đã từ bỏ ý định rồi. Đó là vì quốc ta chưa thể tìm ra cách hay. Ta hiểu yêu nữ này. Cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, bởi vì cô ta đã biết được đảo vô danh và biết dân phu sống. Bây giờ việc xây dựng cũng quá nữa rồi. Thời gian này nhất định phải cẩn thận, không thể để xảy ra bất cứ tuân. Còn yêu nữ đó một ngày không trừ, coi như việc điện hạ cai quản Đông Hải cũng khó mà thành được. Ai dám cản đường của bản vương thì ta sẽ đưa hắn tới đường chết. Vâng. Thiếu gia, là hai vị này tìm cậu. Xin hỏi người là Ngô Tông Luân đại nhân phải không? Tại hạ chính là Ngô Tông Luân, nhưng ta không phải là đại nhân. Hai vị tìm ta có việc gì? Chúng tôi tuân lệnh đến đây. Mời Ngô đại nhân đi huyện Bồ Điền một chuyến. Huyện Bồ Điền à? Có phải Uông Thi Kỳ bảo các người làm không? Bây giờ huyện Bồ Điền do Hưng Hóa Quân cai quản. Ông ta làm cái gì mà bảo anh rể ta đi là đi chứ? Không đi. Ngô đại nhân, chúng tôi cũng là phụng mệnh hình sự, cũng xin đại nhân đừng từ chối. Vậy ta xin hỏi, các ngươi nghe lệnh của ai? Không sai, đại thần Từ Trạch Thái mệnh lệnh của Từ đại nhân. Từ đại nhân à? Lẽ nào Từ đại nhân đã đến Bồ Điền? Đúng vậy. Tông Luân, vậy chàng mau đi đi, không chừng có liên quan đến sách phong dáng của chàng đó. Được. Hai vị đợi chút, tôi thay y phục rồi ra liền. Vâng. Tri huyện Bồ Điền Uông Thi Kỳ bái kiến khâm sai đại nhân. Thảo Dân, Ngô Tông Luân bái kiến khâm sai đại nhân. Ngô Tông Luân miễn lệ. Tạ ơn đại nhân. Uông Thi Kỳ tiếp chỉ. Thần tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Tri huyện Bồ Điền Uông Thi Kỳ coi thường vương pháp, cấu kết với thổ phỉ hải tặc Lan Lý Phi, nhận hối lộ số lượng lớn của hải tặc, thường xuyên bao che cho hội Lan Lý Phi, xúi dục hải tặc hoành hành khu cai quản cướp thuyền cướp của phạm tội ác lớn. Vì vậy, các chức tri huyện Bồ Điền của Uông Thi Kỳ đài xuống làm quản ngục, đợi sau khi điều tra làm xong rõ sẽ theo luật trừng trị khâm thử. Tạ ơn hoàng thương. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Người đâu, có bắt Phạm Quang Uông Thi Kỳ, đợi thẩm vấn rõ. Đợi đã. To gan xin hỏi Khâm Sai đại nhân. Bản quan à, không, tôi biết Khâm Sai đại nhân đến, gỡ chiếc mũ của tôi không còn nữa. Nhưng tôi suy đi nghĩ lại, tôi không thể ngờ rằng đã phạm vào tội hải phỉ. Xin hỏi Khâm Sai đại nhân, tại sao hoàng thượng lại biết chuyện này? Chuyện này, Uông đại nhân, thật không giấu gì, những việc ghi chép về Lan Lý Phi hối lộ rơi vào tay Lâm Mặc Nương. Cô ấy liền đưa cho tôi. Tôi đưa quyển sổ này trình lên triều đình. Ông hận tôi cũng được, hận Mặc Nương cũng được. Tôi nghĩ chuyện này nhất định phải để ông biết chân tướng. Ta biết rồi. Ta tự làm tự chịu, tự làm tự chịu. Giải đi rõ. Ngô Tông Luân tiếp chỉ.